đưa báo cáo cho anh. Dạ, thưa anh chị, em muốn cập nhật với anh chị về cái kết quả kinh doanh của chúng ta vào đợt lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 vừa qua. Thì Toyland và Babyland chúng ta tăng trưởng 30%, còn về Teddy World chúng ta tăng trưởng 48% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuyệt vời! Nhưng mà Nhật, cái số nó không có thể hiện được hết đâu. Cái quan trọng hơn đó là dưới trung tâm ra sao, để anh gọi Hồng với lại Oanh để xem có cái tình hình ở dưới đó là ra sao. Alo? Anh chị đã quyết định hướng nóc.